Thanh Hương xin mến chào toàn thể các bạn. Các bạn ơi, hôm nay là ngày của mẹ. Ngày của mẹ trên toàn thế giới. Ở Việt Nam thì có ngày mùng 8 tháng 3 hoặc là ngày 20 tháng 10 là cũng là ngày phụ nữ, là ngày của các mẹ. Còn ở trên thế giới thì có ngày dành riêng cho các mẹ. Thanh Hương xin gửi lời chào thân ái đến các mẹ và chúc cho các mẹ luôn ngày của các mẹ luôn được an vui, mạnh khỏe và thật hạnh phúc bên gia đình. Ngày hôm nay Thanh Hương đang đến Đức Mẹ Núi Cúi. Thanh Hương đi hành hương cùng với các mẹ ở giáo xứ Lạc Lâm. Bây giờ thì đang là 6 giờ sáng cả nhà ơi. Và đoàn thì đang đi đến trung tâm của Mẹ Núi Cúi. Đây Mẹ Núi Cúi đây rồi cả nhà. Cây này năm trên thì mình xuống là vẫn còn bé tí. Cái cây này là của ông Chánh ươm 15 năm mới ra được những cái trái. Đẹp quá. Bên đây. Biết là chân bên này, chân trái bên này, chân bên đây. Thế mà mày nói thế mày ám chỉ nó cũng mẹ có một đấy. Thôi không sao đâu, cứ diệt vô đi chị chụp cho gọn. Cười lên. Rồi, nhìn qua máy nha, cười tươi lên nha. Ok, đẹp rồi, đẹp rồi. Rồi, đi đi. Xuống bên đây này, bên đây này. Đấy, bên đây vừa vừa. Đây, vừa 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 nó chạy. Các bỏ đi cái lối kia kìa, nó xuống tới cái bậc kia luôn rồi. Ôi, đây lại vòng bậc kia luôn. Mình đi lối này đi xuống tới xe của mình. Ai lọt đi đâu được. Không, nhìn xa sai. Thế là mình lại nghĩ Đức ông là Đức cha giống nhau lắm. Được gần giống Đức Đạo. Đúng rồi, gần giống, hai cha hai người đúng gần giống nhau. Nhưng Đức Đạo gầy hơn Đức ông. Thì gầy cái chán hói y nhau. Nhà bíp ấy đâu có nhỉ. Đây phải. Bé phải. Bí mình đây này gì xin mấy cái cây lá mà cũng chưa mang được gì. Cây lá cắm hoa. Quanh xuống. Đâu, vô đây luôn, vô lối này luôn. Không, đi lên sảnh. Chụp, nhà bếp các cha đang ăn kìa. Cha bảo đi vòng kìa, cha bảo đi vòng sướng kìa. Đấy, sắp sửa có rồi.
Cho xuống. Cho qua bên gì đang gì mà lúc bảo ra mình đi. Yên bắn là tại vì các em không gọi ấy. Có số của chị không? Các chị ơi, có ai uống cà phê sữa không? À, chị có ai uống cà phê sữa không? Không có chị uống nè. Dạ đây là cà phê đen này. Rồi, 40.000. Các chị đi cà phê đen. Dạ, cà phê đen đây. Thầy thấy con giỏi không? Con mau thuộc không? Cứ chủ động cho con luôn nhé cô nhé. Dạ vâng, thầy cứ cô ăn sẵn. Nếu mà mình cần là... Cà phê của núi Phú này, của các thầy, các cha này. Cả nhà em. Xong còn thì bây giờ cả đoàn đang đi xuống về nhà trung tâm ở đây để ăn sáng. Nhà của các cha ở trung tâm Đức Mẹ Núi Cú. Và sáng nay thì chị Tâm Hậu đã nấu cho các chị em một món bánh cơm gà rất là ngon ở nhà đây. À, Thanh Hương mời cả nhà cùng ăn sáng với chị em chúng mình. Và có cả cà phê sữa, cà phê đen, cà phê nóng của các cha cũng rất là ưu đãi cho chị em chúng mình ở đây. Mời cả nhà cùng ăn sáng nhé. Sau khi ăn sáng xong thì tất cả các mẹ lên đây, lên khuôn viên của nhà thờ để trồng cỏ lạc chung quanh khuôn viên nhà thờ. Bây giờ đang là mùa mưa rồi cả nhà, cho nên là trong tháng 5 là tháng hướng lòng về mẹ. Các chị em cũng hy sinh đến đây hành hương và cũng là để trồng cỏ cho khuôn viên nhà thờ, khuôn viên của mẹ được tươi xanh, tươi mát, tươi đẹp. Cắt tập trồng xong chỗ này về, đợi cắt nữa bao giờ mới xong. Dạ cũng khô lắm, chẳng muốn mình trồng hết cho đẹp. Chúng con muốn đẹp là đẹp. Mặt không dưỡng, không bôi, không phủi, không ma, thế sau tóc cái kệ bố nữa mày. Sau hỏi cái gì cũng không biết, cái mũi hỏng hay cái đầu nóng mà cái người mà. Tôi trồng không biết cái loại kem gì để mà tên là gì. Kem á, vâng. Đây là một tốp của 3-4 chị em đi xuống cái dốc cái phía dưới, là phía tút ở phía dưới đây này rất là nắng nóng cả nhà. Nắng lắm, không có chỗ để, không có hốc cây để trú nắng luôn. Nhưng mà vì tình yêu mến mẹ sau mấy tiếng nắng nóng hy sinh để trồng cỏ cho khuôn viên của mẹ thì bây giờ đã là 11:30. Các chị em trồng được khoảng 70% thôi và bây giờ đang chuẩn bị ra về ăn cơm trưa rồi cả nhà.
sướng nhất là tị nhỉ. Nó mấy hôm nấu cơm ấy, bái tị là chúng mày sướng, mặc quần lâu ấy, bà nấu cơm trong đấy bà ăn bụng thoải mái. Cái này ra cái quỷ. Cái nào? Cái này là cái nào là cái này. Nhớ rồi, tìm trẻ lạ đấy. Người ta tới giờ ăn người ta phải cắt me đi. Không có danh sách là rồi bỏ đó. Biết. Hay là có cái ông nào đó. Bắt đầu á, ăn hết một nồi nước luôn xong rồi về mắng. Nó xuống đi tìm một lần chết thấy nồi nước luôn. Xong cái nồi nước luôn ở đâu? Đổ đi, đổ mình ăn được cái nước sổ đổ đi. Nó luôn dọc đẹp đấy. Thế thì mình mới đi sớm hơn, không đi ngủ ở đây. Đi về phía 5 giờ chiều. Từ cái cán này là 3 xa bông lau gì ạ? Ăn cho nó vui á. Nó cá nó mềm nó ngon, mình cứ ăn thêm nữa chứ cần. Bây giờ là ăn xong rồi là chuẩn bị gọt nước tráng đi ạ. Nhìn dưới mặt nó ngon lắm, làm việc chảnh mặt trong vòng luôn. Cả nhà ơi, Thanh Hương xin khép lại video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo. Chúc cả nhà có một tháng năm hướng lòng về mẹ thật an nhiên và hạnh phúc. Nguyện rồi. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Bye. Vừa đẹp vừa mát.